Các bạn đang nghe truyện Cày Tại Tận Thế thêm điểm thăng cấp trên kênh TV Audio CV. Chương 488, chỉ cần một mình ta đi là được. Lâm Phàm biết người có thực lực càng mạnh, lòng cảm mến với tường rào thủ đô cũng không còn mãnh liệt, bởi vì bọn hắn có ý nghĩ của mình, chỉ là ý nghĩ như vậy, thông thường đều bị hiện thực áp chế, không thể nào hành động. Bởi vậy, hắn tình nguyện đẩy tay một cái. Lúc này, bọn hắn nhìn nhau, im lặng, chỉ là trong mắt lóe lên ánh sáng nói rõ bọn hắn đang tự hỏi lâm phàm nói tiếp phát tán sổ là chiều hướng phát triển không thể nào thay đổi bất kể ai ngăn cản cũng giống nhau thôi được rồi nói nhiều như vậy chắc hẳn các ngươi đều có ý nghĩ của mình đừng cuốn lấy ta nếu không thì không còn cơ hội nói xong hắn quay người rời đi để lại bọn hắn đứng tại chỗ trầm tư thật lâu sau một hồi nữ tử duy nhất nói cường thúc tiếp theo chúng ta nên làm gì đối mặt với lời hỏi thăm cường thúc cũng mê man trước kia phía trước có con đường chỉ cần đi theo con đường này là được sẽ không có bất cứ chuyện gì nhưng bây giờ con đường ban đầu vẫn còn đó nhưng bên cạnh đã có thêm một con đường không biết rõ không biết cường thúc trả lời rất thẳng thắn a à, nữ tử ngay người nhìn về phía cường thúc trước kia vẫn luôn có chủ kiến chẳng biết tại sao nàng cảm thấy lời vị vừa rồi nói đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với cường thúc cường thúc, bọn ta sẽ không lời nữ tử còn chưa nói xong, động tĩnh từ đằng xa vang lên. Thuận theo âm thanh nhìn lại, lại có người xuất hiện, trong chớp mắt, mấy bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đâu, nói chuyện chính là nam tử tóc ngắn ngô hưng, sau khi bọn hắn rời khỏi tường rào hợp phì, vẫn luôn tìm kiếm muốn bắt mục tiêu, sau đó nhận được thông báo. Nữ tử nhìn thấy gương mạnh lạnh lùng đến cực hạn của ngô hưng, căng thẳng nuốt nước bọt, đều là thành viên của cơ cấu phán quyết, đương nhiên biết đối phương. Đi." Cường Thúc nói. "Đi rồi." Giọng điệu của Ngô Hưng đột nhiên nâng cao, xoát một chút, hắn ta đã thấy cách đó không xa có một cái thi thể, còn có hai gia hỏa có vẻ đã bị trọng thương, rất hiển nhiên, vừa rồi ở đây đã xảy ra một trận đại chiến. Cường Thúc nói, "Đối phương rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ." "Đối phương có dáng vẻ như thế nào, có nhớ không?" Ngô Hưng hỏi. Cường Thúc lắc đầu nói, "Đối phương che mặt." không nhìn thấy gương mặt, nhưng còn rất trẻ. Ngô Hưng biết lời này chẳng khác nào không nói. Cho nên, bảy người các ngươi, trực tiếp bị đánh bại mất ba người, đúng. Cường Thúc gật đầu nói. Ngô Hưng hít vào một hơi, hắn ta biết thực lực của bảy người này không yếu, đối phương có thể đánh gục ba người trong khi bảy người vây quanh, thực lựa xem ra rất mạnh, loại tình hình này nhất định phải báo cáo một chút. Thành viên cơ cấu phán quyết bình thường gặp phải đối phương, tuyệt đối không phải là đối thủ trong máy bay ngô đình lái máy bay ánh mắt thỉnh thoảng nhìn người điều khiển mà lâm ca đưa theo hắn ta nghe lâm ca nói gia hỏa vừa này chính là người bắn đạn muốn đánh nổ bọn hắn nhưng thấy hắn ta là một nhân tài cho nên cho hắn ta một cơ hội làm việc cho bọn ta người điều khiển đối mặt với ánh mắt ngô đình cười he he có chút nịnh nọt hắn ta tên là hứa hữu, hữu hôm nay hắn ta đã hoàn toàn hiểu rõ muốn quay về tường rào thủ đô là không có khả năng cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay đối phương, muốn sống phải có đầu óc. Lâm ca, dẫn hắn về có bại lộ vị trí của chúng ta hay không? Ngô Đình cảm nhận được một loại áp lực, khi không có đối phương, hắn ta chính là phi công số một của tường rào miếu loan, nhưng sau khi đối phương xuất hiện, một vài xưng hô, sợ là sẽ thay đổi. Lâm phà mỉm cười, không trả lời, mà hỏi hứa hữu ở bên cạnh. Ngươi sẽ nghĩ cách bại lộ vị trí của chúng ta sao, đối mặt với câu hỏi này. Hứa hữu giật mình, cười còn khó coi hơn cả khóc ta xưa nay không làm những chuyện này thề với trời lâm phàm cười hắn biết đối phương rất sợ hãi cho dù hắn nói không sao cả chúng ta rất thân thiện nói không xử lý ngươi thì chắc chắn không xử lý ngươi nhưng hắn biết có lúc cho dù ngươi nói sự thật nhưng người ta cũng sẽ không tin ban đêm tường rào ở trong nhà khi trời tối người yên lâm phàm lật xem bí tịch võ học trong tay tuy rằng mấy cái này đều là mấy đồng mười mấy đồng một quyển nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, đều là đồ tốt. Luyện thần đã mắc cấp, con đường tiếp theo sẽ là gì đây? Lâm Phàm có chút mê mang. Vậy mà không biết phải đi tiếp như thế nào? Bây giờ hắn có thể ngưng tụ ý chí tinh thần thành vào trong bất cứ loại sát chiêu nào, mà cái ý chí tinh thần này được hắn gọi là thần ý, ba ngày đã từng thi triển rồi, hiệu quả rõ rệt, không tệ. Cầm một bản bí tịch võ học. Hàng Long thập bát trưởng, giá bán 16 đồng 6 lật ra xem, văn hay chữ đẹp, nội dung kỹ càng. một Tìm long vật dụng Chiêu thức, thân hình lui nhanh, dùng khí đang điền, không bước long hành, song trưởng đập xuống. Tâm pháp, đầu tiên bước vào trận địa địch, thám thính thật giả, hạ thấp thân thể, di chuyển trong im lặng, ẩn mà không nhìn thấy, tìm long vật dụng. Cách dùng Hai người giúp đỡ nhau tiếp chiêu, không biết tình hình quân địch, lúc này phải lấy tỉnh chế động, dùng khỏe ứng mệt địch tiến ta lùi, hai tay tiếp chiêu, rung cổ tay đánh ra, giống như rồng vào trong nước, hóa giải thế tiến công của quân địch, đồng thời mất đi trọng tâm, sau đó có thể lật tay phản kích. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nói rõ, bóng lăn dưới hai tay, lật lên đẩy ra. Thi nguyên, quẻ càng, sơ cử, tiềm long vật dụng, hào chính, rồng lặng chớ dùng. Hình tượng, rồng lặng dưới sâu, như khí dương mới sinh còn nhỏ yếu, chưa dùng được vậy. Văn nói là, hào chính viết, rồng lặng chớ dùng, cái gì gọi là vậy? Ý là, đức rồng giống như một người ở ẩn vậy. Hình người, ừm, giới thiệu rất kỹ càng, còn có hình vẽ minh họa. Ai, mặc dù từng chữ đều có thể nhìn hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì thật sự khiến người ta đau đầu. Lâm phàm sờ cầm, một tay khoa khoa trong hư không. Hắn không có nội lực, không thể nào đánh ra nội lực ảo ảnh rồng, nhưng hắn có thể điều động khí huyết, khí huyết hùng hậu theo suy nghĩ khẽ động, là có thể điều động ra ngoài, đồng thời ẩn chứa thần ý, một khi thi triển ra, uy lực sẽ cực mạnh. Tạm thời không thôi diễn cảnh giới tiếp theo, mà học một chút võ học trước, mở rộng thêm phong cách ra tay của bản thân. Cũng không thể lần nào cũng vung quyền, đạp chân, thi triển lửa chứ. Quá buồn tẻ vô vị. Một đêm này trôi qua dài đằng đẵng. Đèn trong phòng Lâm Phàm chưa từng tắt đi. Ngày tiếp theo, tường rào hợp phì. Bọn người ngô hưng xuất hiện ở đây, tuy rằng một vài kiến trúc bên trong đã bị phá hỏng, nhưng vẫn có rất nhiều người sống sót sinh sống ở nơi này. Cường Thúc cũng biết vì sao nơi này lại trở nên như thế. Hắn ta nhìn về phía ngô hưng, ánh mắt có một cảm giác khó nói thành lời, đang yên đang lành sao lại hủy nơi này đi, xung quanh đây cũng không có nơi nào để sinh sống, chỉ có thể nghĩ lại ở nơi này. Lúc này, ngô hưng đang liên lạc với tường rào thủ đô phòng liên lạc vẫn chưa hoàn toàn bị hủy đi thiết bị bên trong vẫn còn có thể sử dụng chỉ có thể dựa vào những cái này để liên lạc với tổng bộ trước báo cáo chuyện xảy ra ngày hôm nay không biết bao lâu liên lạc kết thúc đám người dừng động tác trong tay nhìn về phía ngô hưng cảm nhận được ánh mắt của đám người tổng bộ nói tiếp tục tìm nhưng không cần nảy sinh xung đột với đối phương đồng thời tổng bộ đã điều động thành viên vũ của tổ thiên vương đến đây tổ thiên vương trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc tuy rằng tổ thiên vương đã không còn nhưng người vẫn còn ở đó thực lực của bọn hắn đều rất mạnh mạnh như quái vật cho dù bọn hắn gặp được những người này đều rụt đầu lại tất cung tất kính không dám phản kháng chút nào cường thúc vẫn cầm quải trượng vẻ mặt có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang nghĩ gì thì không ai biết được xung quanh vang lên tiếng động họ đều đang nói chuyện có liên quan đến nội dung trong số hắn ta theo âm thanh nhìn lại Người thảo luận là một đám người sống sót rất nhỏ yếu, có khả năng chỉ là liệp sát giả hoặc giác tỉnh giả cấp 2 mà thôi. Nghĩ đến người thần bí che mặt kia. Hắn ta thật sự làm được. Nội dung trong sổ vô cùng quý giá, nhưng cho dù như vậy thì sao chứ, ngay cả người rất rất yếu cũng đã có được, thậm chí thảo luận vô cùng rõ ràng, sớm đã thuộc lầu nội dung bên trong sổ. Tường rào thủ đô có thể ngăn cản được sao, đương nhiên là không ngăn được. Chẳng qua là vì sao còn muốn tìm được người kia, rõ ràng là muốn giết chết đối phương phát tiết sự tức giận trong lòng khiến đối phương hiểu rõ đối nghịch với tường rào thủ đô sẽ không có kết cục tốt mấy ngày sau phong ba từ sổ mang lại càng ngày càng mãnh liệt phạm vi phát tán càng lúc càng rộng tường rào đều có liên lạc với nhau đã không còn là bí mật gì nữa mà hành tung của lâm phàm vẫn bị một ít người có tâm báo cáo người của tường rào thủ đô vẫn luôn truy đuổi truy tìm chỉ là có lúc khoảng cách rất xa bọn hắn muốn chạy đến đó cần thời gian cho dù có người lặng lẽ đi theo lâm phàm cũng bị lâm phàm phát hiện ra sau đó bắt được cho nên cho dù lâm phàm vẫn luôn hành động các cường giả của tường rào thủ đô đều không thể lập tức tìm ra hắn một ngày này lâm phàm vừa chuẩn bị cùng ngô đình tiếp tục lái máy bay trực thăng hành động tường rào kim lăng liên lạc đến trong phòng liên lạc liên lạc kết thúc nói gì vậy lão chu hỏi lâm phàm nói tường rào kim lăng bên kia bảo ta đến để mở hội nghị ta nghĩ tường rào kim lăng chắc hẳn đã lấy được sổ bây giờ chuẩn bị hành động hành động đúng vì mảnh vỡ mảnh vỡ ở tỉnh chúng ta quá nhỏ quá yếu ta nghĩ chắc hẳn không thể nào thỏa mãn được cho nên có lẽ muốn liên hợp lực lượng của đám người đi thẳng đến tỉnh ngoài cướp một cái mảnh vỡ quay về lâm phàm nghĩ nghĩ cảm thấy nhất định là như vậy lão chu nói đến tỉnh ngoài cướp đoạt mảnh vỡ trong đám dị thú kia. Bọn hắn cũng quá mạo hiểm rồi đó. Ngô Đình bên cạnh nói, cái này có gì mạo hiểm chứ, bọn hắn biết Lâm Ca lợi hại, cho nên mới nghĩ đến chuyện lôi kéo Lâm Ca là một vố, thật sự để bọn hắn tự làm, ngươi xem bọn hắn có dám đến tỉnh ngoài hay không. Vậy chẳng phải là xem ngươi là người làm công miễn phí sao? Lão Chu phát hiện điểm mù trong chuyện này. Đừng nói nữa. Lâm Phàm xua tay, tường rào kim lăng không tồi nếu như có thể trợ giúp bọn hắn cho dù bị xem là người làm công ta cũng đồng ý lão chu biết con người lâm phàm chỉ cần hắn cảm thấy đáng tin hắn sẽ hết sức giúp đỡ ngẫm lại những chuyện mà bao lâu nay tường rào kim lăng đã làm quả thật không tệ dù sao thì tường rào kim lăng đã chống đỡ rất nhiều nguy hiểm cho tường rào bọn hắn và những tường rào khác nếu không có bọn hắn đón đầu những tường rào cỡ nhỏ như bọn hắn đã sớm bị dị thú tiêu diệt sạch khi nào hội nghị sẽ bắt đầu Lão Chu hỏi. Ngày mai. Ngô Đình nói, Lâm Ca, để ta lái phi cơ đưa ngươi đi. Được, không thành vấn đề. Lúc này, tường rào kim lăng. Bọn người hàng thủ trưởng tụ tập với nhau. Chỉ là vẻ mặt bọn hắn có chút nghiêm trọng. Hắn có đồng ý không? Trình tướng quân hỏi. Bọn hắn đã có được sổ, nhưng cần phải có mảnh vỡ, chỉ là mảnh vỡ trong tỉnh bọn họ quá yếu, không thể nào thỏa mãn nhu cầu của nhiều người như vậy, cho nên phải cướp gặp mảnh vỡ từ tỉnh ngoài. Nguy hiểm đương nhiên không cần nhiều lời. Những dị thú kia bọn hắn tuyệt đối khó có khả năng đối phó được, dù sao thực lực dị thú ở tỉnh ngoài rất đáng sợ, cho dù là là một con dị thú cấp 8 đơn giản, cũng có thể diệt toàn bộ bọn hắn. Ngẫm lại con dị thú thức tỉnh cấp 9 lúc trước nhìn thấy kia mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như không có lâm phàm ra mặt, tường rào kim lăng bọn hắn đã sớm không còn. Ai, Hàng thủ trưởng thở dài, không còn cách nào khác, dựa vào chính chúng ta thì hoàn toàn không thể làm được, chỉ có thể như vậy. Lạc thải điệp bên cạnh nói, thủ trưởng, ta cảm thấy hắn sẽ giúp đỡ. Ngươi có bằng chứng gì không? Trình tướng quân hỏi. Lạc thải điệp nói, dựa vào hiểu biết và trực giác. Trình tướng quân không phản bác được, nữ nhân luôn luôn dùng cảm nhận để xác định một vài chuyện, có lẽ đây chính là nữ nhân. Ngày tiếp theo trong phòng họp lâm phàm tươi cười nhìn về phía đám người hàng thủ trưởng lúc này lạc thải điệp đứng dậy giảng giải bố cục của bọn họ quản lý lâm tầm quan trọng của cái sổ này không cần nói cũng biết muốn phát huy tác dụng của nội dung trong sổ nhất định phải có mảnh vỡ chỉ là mảnh vỡ cỡ nhỏ bình thường không thể nào thỏa mãn nhu cầu cho nên chỉ có thể ra ngoài cướp đoạt trong đám dị thú tấm địa đồ này có đánh dấu những vị trí mảnh vỡ mà chúng ta từng biết Tường rào kim lăng chúng ta sắp xuất hiện đông đảo giác tỉnh giả, hy vọng quản lý Lâm có thể giúp một tay lúc trước đám người Lạc Thải Điệp đã nghĩ kỹ sẽ nói như thế nào. Nàng biết lần hành động này, tường rào kim lăng có thể sẽ chết rất nhiều người, nhưng không còn cách nào khác, vì tương lai, những hy sinh này là tất yếu. Quản lý Lâm, ngươi nhìn xem Lạc Thải Điệp nói xong, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm chờ đợi kết quả sau cùng. Hàng thủ trưởng và trình tướng quân cũng đứng thẳng người, cho dù không nói gì, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn hắn cũng đang rất căng thẳng, dù sao thì nếu như không có quản lý lâm giúp đỡ, Bọn hắn tuyệt đối không thể thành công. Cho dù hy sinh nhiều người hơn nữa, sợ cũng vô dụng. Trong phòng hợp rất yên tĩnh, yên tĩnh im ắng, giống như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Một lát sau, Lâm Phàm chậm rãi nói, các ngươi không cần đi. Nghe thấy lời này. Đám người lạc thải điệp có chút thất vọng, thật sự không được sao chỉ là còn chưa đợi cảm giác thất vọng này kéo dài được bao lâu bên tai lại vang lên tiếng của lâm phàm chỉ cần một mình ta đi là được các ngươi phái người đến chỉ là hy sinh vô ích mà thôi ta thấy hay là cứ để bọn hắn giữ lại tính mạng tăng cường thực lực thật tốt cống hiến càng lớn cho tương lai thì hơn lâm phàm đứng dậy vô cùng kiên định nói a à, đám người lạc thải điệp há hốc mồm kinh ngạc nhìn lâm phàm thực lực của ta các người cũng biết rồi chiến đầu như vậy không phải cứ nhiều người là có ích, các ngươi cảm thấy đúng không? Lạc Thải Điệp, hàng thủ trưởng, trình tướng quân đều nhìn nhau. Nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng mà nghe vào tai vẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lâm ca, ta cũng không cần đi sao, Ngô Đình lái máy bay trực thăng hỏi, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, hội nghị của tường rào Kim Lăng kết thúc nhanh hơn tưởng tượng của hắn ta. Còn người đâu, ngay cả chút bóng cũng không có. Ngươi không cần đi vào trong, chỉ cần đưa ta đến gần đó là được sau đó ngươi bay lên cao ở trong không trung chờ ta ngươi đừng quên có dị thú thức tỉnh có năng lực đối chiến trên không lâm phàm nhắc nhở năng lực của dị thú thức tỉnh muôn hình vạn trạng dị thú có năng lực nguyên tố thì sẽ có năng lực như vậy nói đến tinh tinh mà hắn quen thuộc đi năng lực chính là băng có thể chế tạo gai băng trong nháy mắt đâm xuyên đối phương đã rõ ngô đình gật đầu nói với lâm ca phương hướng đại khái cần đi Lâm Phàm ngồi ở phía sau, mở địa đồ ra, nhìn vị trí được đánh dấu bên trên. Trường Trị, Lã Lương, Thái Nguyên, những nơi này chính là nơi có mảnh vỡ, mà những vị trí này cách tường rào thủ đô cũng khá xa, tuy nói là thế, nhưng đối với ba đại gia tộc của tường rào thủ đô mà nói, nếu biết hắn ở chỗ đó, tuyệt đối sẽ vọt đến giống như chó dại. Cuối cùng hắn lựa chọn Trường Trị, theo bọn hắn nói, ở đó một một mảnh vỡ thần bí lớn, xung quanh có rất nhiều dị thú, trong đó dị thú hung ác nhiều vô số kể đương nhiên mảnh vỡ thần bí ở nơi này so với mảnh vỡ ở nơi khác vẫn tương đối nhỏ mảnh vỡ ở nơi khác càng khổng lồ hơn mà dị thú tụ tập ở nơi đó đương nhiên cũng đáng sợ hơn cho dù là những người của tường rào thủ đô kia cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào bên trong mảnh vỡ bên chỗ trường trị sẽ giao cho tường rào kim lăng còn mảnh vỡ của tường rào miếu loan đương nhiên phải là tốt nhất cho dù còn chưa đạt được mục đích cũng đã nghĩ kỹ vấn đề phân chia mảnh vỡ. Nếu để cho những người khác biết tuyệt đối sẽ kêu gào. Mẹ nó ngươi không làm màu thì chết à thời gian dần qua. Dị thú xuất hiện trên mặt đất càng ngày càng nhiều, đã đạt đến phạm vi bao phủ của năng lượng trong mảnh vỡ, cho dù máy bay trực thăng bay rất cao, vẫn bị các dị thú phát hiện ra, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét cầm rú. Tuy rằng không có cách đánh rơi máy bay trực thăng, nhưng về khí thế, các dị thú đương nhiên sẽ không sợ hãi ngay chỗ này đi. Lâm Phàm cảm thấy phạm vi khá ổn, tiếp tục tiến vào trong, máy bay trực thăng sẽ dễ bị dị thú công kích, với kỹ thuật điều khiển của Ngô Đình, muốn tránh được cũng có chút miễn cưỡng. Lâm ca, chú ý an toàn. Ừm. Đáp lại đơn giản, nhảy xuống, các dị thú nhìn thấy con mồi xuất hiện, giữ tận gầm thét, điên cuồng vọt về phía này, trong quá trình rơi xuống, khéo miệng Lâm Phàm cong lên, đột nhiên tăng thêm tốc độ rơi xuống, giống như một ngọn núi lớn từ trên trời rơi xuống ngay khi rơi xuống đất. Tiếng ầm ầm vang vọng. Mặt đất nứt ra, một luồng trùng kích đột một bạo phát, các dị thú đứng chịu mũi sào không thể nào ngăn cản được luồng trùng kích này, trực tiếp bị lật tung, hất văng ra xa. Mà nơi hắn rơi xuống, đã sớm lõm thành một cái hố hình tròn rất lớn. Trong đám dị thú dày dặt, trực tiếp xuất hiện khu vực chân không, trong phạm vi trăm mét, không có một con dị thú có thể đứng được. Lạc điều, có vẻ như những dị thú xung quanh không thân thiện lắm, nếu như tất cả đều giống ngươi thì thật tốt biết bao nhiêu lâm phàm kéo cổ áo ra nhìn lạc điều đang ló đầu ra tán thưởng lạc điều một câu lạc điều thò đầu ra mắt nhìn tình hình xung quanh tán thành gật đầu giống như đang nói người chăn nuôi ngươi nói rất đúng nhưng dị thú ưu tú giống như lạc điều ta rất khó gặp được được ngươi tiếp tục đi ngủ đi đợi lát nữa cần đến sẽ gọi ngươi lâm phàm nói lạc điều lùi vào trong quần áo cảm nhận nhiệt độ cực nóng từ lồng ngực người chăn nuôi, khiến nó vô cùng thoải mái. Lúc này, Lâm Phàm nện bước chân, từng bước một bước gần đến vị trí mảnh vỡ. Các dị thú không ngừng tụ lại, ngăn đường hắn đi lại. Rống, rống, từng tiếng gầm thét vang lên, đổi thành bất cứ người nào, nếu như ở trong hoàn cảnh này, không bị hù chết đã là can đảm rồi. Đối mặt với tình huống như vậy, Lâm Phàm không hề hoảng hốt một chút nào, một luồng uy áp lấy bản thân làm trung tâm khuếch tán ra ngoài tránh ra một tiếng gầm thét ẩn chứa uy thế vô biên đột nhiên khuếch tán một luồng dao động vô hình bao phủ đến mà cách dị thú cảm nhận được luồng uy áp này chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn núi lớn đè xuống sự khiếp sợ tuôn trào thế mà không tự chủ được tránh ra một con đường thật là ngoan lâm phàm hài lòng gật đầu đi vào con đường mà dị thú đã tránh ra dị thú hai bên giống như đội hộ vệ của quốc vương, đang hộ tống vua của bọn chúng. Đi tới, đi tới. Lâm Phàm nhìn thấy vài con dị thú cấp 6, đột nhiên dừng lại. Những con dị thú cấp 6 này rõ ràng đang giằng co, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn, xem ra là muốn phá tan sự áp chế này, từ đó xé nát con mồi. Đáng tiếc, thực lực của bọn nó thật sự quá yếu, không thể nào đối kháng lại luồng uy áp này. Lâm Phàm vương tay ra, một ngọn lửa bắn tới, phịch một tiếng, trực tiếp bao trùm dị thú cấp 6. Điểm tiến hóa xuất hiện ngay trước mắt. Nếu như không bỏ vào trong túi, đúng là phung phí của trời. Điểm tiến hóa cộng 1. Điểm tiến hóa cộng 1. Lâm Phàm vô cùng hài lòng gật đầu, trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ, có thể lấy được điểm tiến hóa, cũng là một chuyện đáng ăn mừng. Các dị thú xung quanh sợ hãi. Má, rõ ràng đã không hề nhúc nhích, vậy mà còn nguy hiểm đến tính mạng nhân loại này thật đáng chết lúc này ngô đình nhìn xuống bên dưới tuy rằng khoảng cách có chút cao nhưng nhìn thấy vẫn rất rõ ràng trong mắt hắn ta lâm ca đang đi bên trong đám dị thú mà các dị thú thì chẳng dám nhúc nhích trực tiếp tránh ra một con đường đối với cái này hắn ta chỉ có thể nói lâm ca không hổ là lâm ca cường đại như vậy trống trong quá trình hắn vừa đi vừa thu hoạch đằng xa vang lên tiếng gầm gừ đinh tai nhức ốc lập tức có tiếng dị thú kêu trên thảm thiết truyền đến. Đến rồi. Lâm Phàm nhìn về phía trước, biết dị thú mạnh mẽ chân chính bảo vệ mảnh vỡ đã xuất hiện. Âm âm, âm âm, mặt đất chấn động, dường như có người khổng lồ đang di chuyển, xa xa đã nhìn thấy một con dị thú như một ngọn núi lớn không ngừng đến gần, tất cả dị thú cản phía trước đều bị hút bay. Rất nhanh, một con dị thú giống như thằng lằn xuất hiện trong tầm mắt Lâm Phàm. Không, không phải giống thằng lằn, mà là dị thú từ thằng lằn tiến hóa ra vô cùng khủng bố, hình thể rất khổng lồ, nhân loại ở trước mặt nó trở nên vô cùng nhỏ bé, chẳng khác nào con mũi trong mắt nhân loại. Phần lưng của dị thú thằng lằn có lớp vảy sắc bén như đá, tầng tầng lớp lớp, tứ chi tráng kiện như trụ trời, một đôi mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. "Này, đừng làm loạn." Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn dị thú thằng lằn, đối phương phun lưỡi phân nhánh thật dài, hàm răng sắc bén động đầy chất lỏng sền sệt, khi chất lỏng nhỏ xuống đất, Tiếng xì xì vang lên, không ngờ nước bọt của con dị thú này lại có tính ăn mòn. Khi hắn vừa dứt lời, chỉ thấy yết hầu của dị thú thằng lằn phồng lên, phù một tiếng, một chất lỏng màu xanh lá sền sệt lập tức phun ra ngoài. Lâm Phàm biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu dị thú thằng lằn, nắm ngón tay nắm lại, đột nhiên đánh xuống một đòn, phịch một tiếng, lực lượng kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, quyền kình tựa như sóng cả, trùng trùng điệp điệp khuếch tán, bao trùm toàn thân dị thú thằng lằn. Điểm tiến hóa cộng 4 Đúng như hắn biết Dị thú cấp 9 chỉ có thể mang lại cho hắn 4 điểm tiến hóa Không phải dị thú thức tỉnh Càng không có vương lân giúp chẳng có bất cứ độ khó nào Thân thể cao lớn của dị thú thằng làng ngã ầm xuống đất Cuốn lên bụi mù ngẩng đầu lên nhìn về phía nước bọc bao trùm Một vùng cháy đen Có rất nhiều dị thú bị ăn mòn chỉ còn lại xương trắng Tìm được vị trí Lấy ra huyết tinh cấp 9 thứ đồ chơi này không thể quên được có giá trị rất cao còn về xác con quái vật khổng lồ này hắn cũng sẽ không lấy đi dị thú có thể phun ra chất lỏng ăn mòn rất khó mà nuốt được chất thịt nhất định không tốt thậm chí trong máu cũng có thể ẩn chứa tính ăn mòn sau khi lâm phàm rời đi cảm giác áp bách đè nặng trên người các dị thú giảm đi nhìn thấy dị thú cấp chín chỉ còn lại cái xác trong mắt bọn chúng lộ ra vẻ tham lam lúc có con dị thú đầu tiên hành động những dị thú còn lại cũng hành động mở cái miệng to như chậu máu dành ăn, cặm cắn, khối thịt lớn lập tức bị bọn chúng nuốt mất, chuyển hóa thành năng lượng tiến hóa. Bên trong dị thú giới, cũng là mạnh được yếu thua. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn tràn cảnh các dị thú chia ăn, nghĩ đến độc giác lan cẩu, nếu như nó thật sự đi theo mình, bây giờ con dị thú đầu tiên được ăn, tất nhiên là nó. Đáng tiếc bỏ lỡ thì thật sự bỏ lỡ. Phía trước xuất hiện hố sâu, là bị va chạm hình thành nên, tại trung tâm của hố sâu, có một khối đá dựng thẳng như mảnh vỡ thiên thạch, mảnh vỡ này rất khổng lồ, cao hơn một mét, độ dày khoảng chừng bằng bàn tay. So với mảnh vỡ mà hắn từng nhìn thấy đều khổng lồ hơn rất nhiều. Mà ngay khi hắn đi đến hố sâu, một luồng sát ý ẩn nấp trong bóng tối bạo phát ra, mặt đất chấn động, nứt vỡ, một con dị thú mãng xà cực đại từ trong lòng đất xuất hiện, mở cái miệng to như chậu máu, xông tới với uy thế nuốt chửng mọi thứ. Phịch một tiếng. Lâm Phàm tránh ra, tránh thoát đòn tấn công của con dị thú này. Mặt đất xung quanh đang chấn động, chân thân dị thú mãng xà xuất hiện, thân thể của nó bị bùn đất che lấp, thân thể to dài quấn quanh bên dưới hố sâu, bảo vệ mảnh vỡ ở giữa. Lúc có mục tiêu xuất hiện, đối phương sẽ đánh một đòn trí mạng vào mục tiêu. Lạc điều, mau ra đây nhìn xem hình thể của người ta quay phong đến mức nào. Lâm phàm thúc giục, ngẫm lại hình thể của lạc điều, nhìn lại hình thể của con dị thú trước mắt này, đúng là một trời một vực. Đương nhiên, ưu thế của Lạc Điều không phải là hình thể, mà là đủ loại năng lực. Lạc Điều thò đầu ra, liếc mắt nhìn dị thú mãng xà, không có biểu hiện gì cả, chỉ phun lưỡi, tê tê vài tiếng, giống như đang nói, tên ngốc to xác này có gì đẹp mắt, không có gì thú vị, sau đó lùi vào trong ngực. Này, Lâm Phàm cười cười, Lạc Điều đang bất mãn. Thật sự là hắn đã hiểu, mảnh vỡ càng lớn, dị thú xuất hiện càng lợi hại, chỉ ở nơi này thôi đã xuất hiện hai con dị thú cấp chín đây là khái niệm gì nếu như những người khác muốn lấy mảnh vỡ ở nơi này đi chỉ sợ là không thể ngay khi hắn đang nghĩ đến những chuyện này dị thú mãn xà đã cuộn thân thể lại ngẩng đầu lên từ trên cao nhìn lâm phàm ở bên dưới ngay sau đó chỉ thấy dị thú mãn xà nhanh chóng lao đến tốc độ rất nhanh thế công như tia sét thường khiến người ta trở tay không kịp chỉ là đáng tiếc nó gặp phải lâm phàm khắc tinh của dị thú. Ngay khi Lâm Phàm tránh đi, dị thú mãn xà đột nhiên vung đuôi xuống, tiếng nổ vang vọng, không khí bị nổ tung, cho dù cái đuôi còn chưa chạm đến mặt đất, đã có thể cảm nhận được luồng trùng kích kia đập vào mặt. Lạch cạch, hả, dị thú mãn xà kinh ngạc. Đuôi của nó vô cùng hung mảnh, rõ ràng có thể đánh nát mọi con mồi, thế nhưng ai có thể ngờ được, con mồi này chỉ cần giơ tay ra là có thể ngăn trở được. Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào, đứng nguyên tại chỗ, chỉ chậm rãi duỗi cánh tay ra đã có thể chặn được một đòn có uy thế hung mảnh như vậy còn chưa chờ dị thú mãng xà kịp phản ứng chỉ thấy lâm phàm đột nhiên dùng sức ngón tay lập tức đâm xuyên qua máu thịt của dị thú mãng xà bắt lấy phần đuôi của nó gầm nhẹ một tiếng vung cánh tay lên lực lượng khổng lồ bộc phát dị thú mãng xà chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng không thể kháng cự càng quét toàn thân thân thể to dài bị quăng lên phịch một yến hung hăng nện trên mặt đất trong chốc lát mặt đất chấn động dị thú mãn xà bị quăng đến tối tăm mù mịt. Nếu như nó có thể nói chuyện, tuyệt đối sẽ kinh hô. Gặp quỷ, lực lượng của nhân loại này vì sao lại khủng bố đến như vậy? Soạt, lửa sôi trào từ trong lòng bàn tay lâm phàm bùng lên, tựa như có linh tính, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể dị thú mãn xà, nhiệt độ cực nóng khiến thân thể nó sáng chói. Đau đớn kịch liệt khiến dị thú mãn xà liều mạng dãy dụa, điên cuồng lăn lộn. Muốn thoát khỏi sự đau đớn này chỉ là lâm phàm vẫn nắm chặt lấy đuôi của nó mặc cho dị thú mãn xà giải dụa như thế nào cũng chẳng có tác dụng gì lâm phàm lẳng lặng chờ đợi hắn đang thử nghiệm năng lực của bản thân với trị số tinh thần bây giờ của hắn năng lực hệ hỏa đã sớm tăng lên đến tình trạng cực cao hắn muốn biết dị thú cấp chín có thể kiên trì trong ngọn lửa này đến khi nào 10 giây dị thú mãn xà vẫn đang giải dụa 15 giây tần suất giải dụa giảm xuống 20 giây. Động tác rất nhẹ. 25 giây. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp đột nhiên trở nên táo bạo, dị thú mãng xà đang giả chết, biết không thể nào lừa gạt được, lập tức phản kháng lần cuối. 28 giây. Cũng chưa đến. Điểm tiến hóa cộng 4. Lâm Phàm chậm rãi buông tay ra. Lợi hại, lực sinh mệnh quả thật ngoan cường, 28 giây, gần 30 giây ở bên trong nhiệt độ cao, có thể kiên trì được đến mức này, thật sự là trải qua loại thí nghiệm này, hắn hiểu được dị thú cấp 9 khó giết như thế nào. Nếu như giác tỉnh giả cấp 9 khác muốn giết chết loại dị thú này, chỉ sợ phải trả giá rất lớn, thậm chí còn có khả năng sẽ bị phản sát. Đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn, nhân loại và dị thú khác nhau ở chỗ, nhân loại có thể mượn nhờ vào công cụ. Phụ ma Vũ khí chế tạo từ mảnh vỡ Đều có thể tăng cường thực lực của bản thân cho nên nếu như chuẩn bị đầy đủ muốn giết chết dị thú cấp chín độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều lấy huyết tinh ra xác để lại cho các dị thú thịt rắn đã gia công miễn phí chắc hẳn càng khiến dị thú ăn ngon miệng hơn đi đến hố sâu lạc điều làm việc lấy mảnh vỡ này đi lâm phàm nói lạc điều trong ngực nhìn thấy mảnh vỡ to lớn trước mắt trong mắt sáng lên giống như đang nghĩ đến nếu như ta hấp thu hết năng lượng trong này đi vậy thì đáng sợ đến mức nào lâm phàm sao có thể không hiểu ý của lạc điều vỗ nhẹ đầu nó đây là đưa cho người ta yên tâm đợi lát nữa ta sẽ tìm cho ngươi cái lớn hơn đảm bảo người ăn no lạc điều nghe hiểu quả quyết cất mảnh vỡ vào trong không gian kết thúc công việc lâm phàm nhìn quanh vẫn đang tìm kiếm a à, đột nhiên, hắn nhìn thấy gần mép hố sâu hình như có bóng dị thú trên cấp 6. Mà những dị thú kia đang nuốt nước bọt, mắt nhìn chầm chầm sát dị thú mãng xà. Trong không khí tràn ngập mùi thịt, đối với bọn chúng thật sự quá thơm. Bọn chúng đang đợi con mồi nói ra câu kia. Cái này để lại cho các ngươi, các ngươi từ từ thưởng thức đi. Chỉ cần nghe thấy vậy, tuyệt đối sẽ vọt lên không chút do dự. Ồ, vì sao nhân loại kia lại đi về phía này, khoan đã có vẻ có gì đó không đúng. Nụ cười của nhân loại kia có chút đáng sợ, giống như khi chúng ta nhìn thấy con mồi, cảm thấy vô cùng phẫn khởi vậy. Má, nhân loại kia vọt dến. Dơ quả đấm lên đấm tới. Dị thú cấp 8 đang chờ đợi khai tiệc kinh hải. Chỉ là chờ nó kịp phản ứng lại, mọi thứ đã trễ. Đối với các dị thú cấp 8 đang chờ khai tiệc mà nói, bọn chúng vĩnh viễn cũng không thể nào quên chuyện xảy ra vào giờ phút này. Thật là đáng sợ. Quá khốc liệt. Nhân loại này chẳng phải thứ gì tốt. Chỉ là đối với các dị thú cấp 8, nên kết thúc đều đã kết thúc, đã không còn bất cứ tương lai nào để nói, bởi vì mạng nhỏ của bọn nó đã sớm kết thúc. Trong máy bay. Lâm ca, ngươi thật lợi hại. Ngô Đình kích động quay đầu, trong ánh mắt là sự sùng bái, kinh ngạc, những chuyện vừa phát sinh kia hắn ta đều nhìn thấy rõ, chỉ có thể nói thật khủng bố, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thật quá mạnh, quá hung mãnh. Thao tác bình thường thôi, chờ sau này ngươi mạnh lên, cũng có thể làm được. Lâm Phàm nói. Thật không? Lâm ca, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta đó. Thật. Hắn tuyệt đối không hề lừa gạt Ngô Đình, mà là có căn cứ, đầu tiên chính là tăng năng lực lên, sau đó nên cảnh giới võ đạo đến luyện thần mắt cấp vậy là được rồi. Thật sự đơn giản. Không có nhiều quanh co như vậy. Ngô Đình vô cùng chờ mong vào tương lai, hắn ta nghĩ đến tương lai thật sự có một ngày có thể giống như Lâm Ca. Thật sự quá đẹp. Ngoài đẹp trai ra hắn ta cũng không biết phải nói gì. Máy bay tiếp tục bay lượn, bay về phía mục tiêu tiếp theo, bây giờ chỉ mới là bước ban đầu khuếch tán sổ, hắn ta thấy, có lẽ không bao lâu nữa, cường giả trong tường rào các nơi sợ rằng sẽ bắt đầu hành động đối với riêng một tường rào mà nói có lẽ bọn hắn khó có thể dựa vào năng lực của một tường rào để lấy được mảnh vỡ nhưng đặc tính của nhân loại là cộng đồng khi có chỗ tốt thì sẽ hợp tác bởi vậy bọn hắn chỉ cần ở trong phạm vi bao phủ của năng lượng trong mảnh vỡ là được sẽ không vì nhân số đông đảo mà khiến năng lượng trong mảnh vỡ bị suy yếu bởi vậy không cần thiết phải đơn độc đã đấu nhưng vấn đề duy nhất cũng khiến tạo ra xung đột nhất chính là quyền nắm giữ mảnh vỡ. Tất cả mọi người đều muốn đặt mảnh vỡ trong tường rào của mình, dựa vào cái gì ta bỏ sức rồi, cuối cùng lại giặt ở trong tường rào của các ngươi, loại tình huống này cũng dễ xảy ra. Cũng không lâu lắm. Đằng xa xuất hiện hồ nước, tại trung tâm của hồ nước xuất hiện khu vực chân không, nước sông xung quanh bị một luồng năng lượng vô hình ngăn cản, từ đầu đến cuối không thể bao phủ vùng đất trống kia. Mà tại trung tâm hồ nước, có một mảnh vỡ to lớn. Nguyên nhân dẫn đến chân không, rõ ràng là do mảnh vỡ này tạo ra. Ai, người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, lại phải làm việc rồi. Lâm phàm nhìn các dị thú bên trong phạm vi, tìm kiếm mục tiêu thích hợp với bản thân. Nhìn lại bản số liệu. Đẳng cấp, cấp 6, 69 phần 70, cảnh giới, luyện thần, 100%. Thể chất, 299,79. Nhanh nhẹn, 284,31. Tinh thần 281, 3 tiến bộ không tệ, ra ngoài một chuyến lại thu hoạch lớn như vậy, đẳng cấp còn thiếu một điểm tiến hóa là có thể đột phá lên cấp 7. Hắn đã lâu không chú ý đến thuộc tính ba chiều nữa. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, rất xin lỗi, thuộc tính bây giờ của hắn đã quá mạnh mẽ rồi, có thể gọi là vô địch, tuyệt đối không có dị thú nào có thể trở thành đối thủ của hắn. Nhưng chúng ta đã sớm nói xong, chỉ có thể có dị thú thức tỉnh cấp 9 nhưng đừng có xuất hiện thứ còn cao hơn cấp 9. Nếu thật sự như vậy. Thế thì không có gì hay. Lâm ca, ngươi quá cực khổ. Ngô Đình rất đau lòng, cho đến nay hắn ta vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm ca, sao có thể không biết Lâm ca bận rộn như thế nào, nghĩ đến lão Chu vẫn luôn quán trách mệt mỏi, quá mệt mỏi, chuyện trong tường rào lúc nào cũng không xong. Đối với chuyện này, hắn ta khịt mũi coi thường, thứ gì chứ, chuyện trong tường rào, chỉ cần động miệng là được chuyện lâm ca ta làm cũng không phải động mồm mép mà là thật sự ra tay tự thân đi làm có thể so sánh sao dù sao thì hắn ta cảm thấy không thể nào so sánh được ai đã quen rồi không còn cách nào khác nếu như có thể mang lại chút hy vọng cho nhân loại còn sống trong tận thế ta vẫn tình nguyện lâm phàm nói lâm ca ngươi quá cao thượng chúng ta đều cao thượng ta cũng không dám cao thượng là lâm ca dẫn theo ta cao thượng Ngô Đình Tân Bốc Lâm ca, Lâm Phàm cũng thản nhiên tiếp nhận, biểu hiện rất khiêm tốn, ý mọi người cứ thế là dược, thổi lẫn nhau cũng nên biết đến lúc là dừng, thổi hơi quá nghe có vẻ hơi giả. Lâm Phàm nhìn xuống phía dưới, kích cỡ của cái mảnh vỡ này lớn hơn mảnh vỡ ta vừa lấy được rất nhiều, dị thú ẩn nấp cũng không yếu, xem ra cần phải bỏ ra chút thời gian. Nói xong, lập tức nhảy xuống, mục tiêu chính là dị thú cấp 6 nhìn thấy. Còn về dị thú cấp bậc cao hơn hắn tạm thời không muốn quản nhiều. Phải học được cách tiết kiệm. Nếu như đột phá lên cấp 7, vậy điểm tiến hóa từ dị thú cấp 6 không phải đã lãng phí rồi sao? Đối với chuyện này, cứ giết hết cấp 6, sau đó lại giết cấp 7 mới hoàn mỹ. Tường rào kim lăng có khách không mời mà đến, bọn hắn khiến cảm xúc của bọn người hàng thủ trưởng hoàn toàn bùng nổ, trong không khí dường như có cảm giác căng thẳng kịch liệt. Rõ ràng hai bên nhìn có vẻ rất thân thiện, nhưng từ mắt thường không thể thấy được có một luồng khí thế kiềm chế bao phủ. Đã lâu không gặp, Lý Quảng Nghĩa. Hàng thủ trưởng nhìn nam tử trung niên trước mắt, hơn 40 tuổi, có râu, trên mặt có sẹo, làn da trên thân tản ra màu đồng như sắt thép, khiến người ta cảm thấy có lực bộc phát cực mạnh. Đã lâu không gặp. Lý Quảng Nghĩa hiếm khi nở nụ cười. Đằng sau hắn ta là bốn nam tử đeo kính râm, từng người đứng nghiêm ở đó, không có bất cứ động tác dư thừa nào, một chút xíu biểu lộ trên mặt cũng không có nhìn giống như người máy đến đây có chuyện gì không có việc gì thì không thể đến sao không tin lý quản nghĩa ngươi là một trong những chủ quản của cơ cấu phán quyết tại tường rào thủ đô trăm công nghìn việc vô cùng bận rộn sao lại nghĩ đến chuyện đến tường rào của xem xét chứ hàng thủ trưởng vừa cười vừa nói không sai trước khi lý quản nghĩa từng ở tường rào kim lăng chỉ là sau này hắn ta phát hiện bí mật trong mảnh vỡ có thể dùng năng lượng trong mảnh vỡ để tăng mạnh từ đó trộn đi mảnh vỡ, rời khỏi nơi này, đến tường rào thủ đô khi quay về một lần nữa, thân phận đã thay đổi, nhiễm nhiên đã trở thành một trong những chủ quản của cơ cấu phán quyết ở tường rào thủ đô, thân phận địa vị đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lý Quảng Nghĩa cười nói, được rồi, ta muốn hỏi các ngươi một câu, tường rào kim lăng các ngươi có phải đã lấy được sổ rồi không, quả nhiên là đến vì cái này. Hàng thủ trưởng nói, nếu như ta nói không lấy được, ngươi nhất định sẽ không tin, không sai, đã có, đã có được sổ rồi, sao nào, tường rào thủ đô bên kia không thể nào chấp nhận được bên chỗ chúng ta lấy được sổ, cho nên muốn hủy diệt nơi này sao, không không, sổ bị người ta đánh cắp, khuếch tán đi khắp nơi rồi, cản thì khẳng định là không cản được, bên tường rào thủ đô cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng yêu cầu duy nhất chính là, nếu như các ngươi phát hiện ra ai lấy được sổ, nhất định phải nói. Cho tường rào thủ đô biết, nếu không hậu quả ngươi tự biết. Lý Quảng Nghĩa nói rõ, tường rào kim lăng là tường rào quan trọng nhất ở tỉnh ngoài các phương diện đều rất đầy đủ chỗ thiếu hụt duy nhất chính là cường giả chân chính đương nhiên tường rào không có cường giả tường rào thủ đô chưa bao giờ coi trọng muốn diệt đi chỉ cần xem tâm tình mà thôi đã hiểu hàng thủ trưởng nói có chuyện có thể nói vòng vo nhưng có chuyện cứ quả quyết đồng ý là được hắn ta biết những kẻ bên trong tường rào thủ đô kia sẽ không xem tính mạng người khác ra gì diệt là diệt không hề để trong lòng lý quản nghĩa nhìn thái dương đã bạc của hàng thủ trưởng chậm rãi nói thật ra các ngươi lấy được sổ tác dụng cũng không lớn nội dung bên trong các ngươi đã xem muốn thật sự hấp thu năng lượng trong huyết tinh để tăng mạnh tinh thần thì cần phải có mảnh vỡ mà mảnh vỡ cỡ nhỏ bình thường hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu chỉ là với thực lực của các ngươi bây giờ muốn từ trong đám dị thú lấy được mảnh vỡ cỡ lớn chẳng khác nào đang đi tìm đường chết nghe mấy câu này hàng thủ trưởng chỉ mỉm cười chứ không nói bất cứ một câu nào hoàn toàn chính xác đối phương nói rất có lý với thực lực của tường rào kim lăng muốn lấy được mảnh vỡ cỡ lớn là chuyện không thể nào cho dù tất cả mọi người cùng hành động cũng vô dụng dù sao thì lúc trước khắp phải dị thú triều cũng khó ngăn cản được còn phải hy sinh rất lớn mới giải quyết hết đi đây lý quản nghĩa phất tay tới đây cũng chẳng có chuyện gì chỉ nghĩ đến xem thử một chút thuận tiện nhắc nhở đôi lời mà thôi thật ra hắn ta có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý ra ngoài tìm kiếm người phát tán sổ chính là đám người kia thế mà phần lớn đều mất tích không thể hiểu lý do cái này khiến ba đại gia tộc của tường rào thủ đô cảm thấy có chút không ổn trước kia nguyên nhân chủ yếu có thể khống chế được bọn hắn là vì tường rào thủ đô rất mạnh nắm mệnh môn trong tay nhưng bây giờ khi bọn hắn biết cách làm thế nào để mạnh hơn tâm tư của đám người kia lại lặng lẽ thay đổi loại tình huống này có thể ngăn được sao ha ha nhất định là không ngăn được mặc kệ người trung thành cỡ nào tính cách đều rất phức tạp có lúc đối mặt với người trung thành có giết cha mẹ hắn ta cũng sẽ không khiến hắn ta có ý nghĩ phản bội nhưng có lúc chỉ cần nói hắn ta một câu tiếng chép miệng của ngươi khi ăn thật khó nghe ngược lại sẽ khiến đối phương có suy nghĩ phản bội phức tạp thật phức tạp lúc này tại khu vực chân không trong hồ nước cái này, Lâm Phạm hơi hiếp mắt, nhìn chăm chú dị thú quái dị như một núi thịt trước mặt, vừa rồi suýt chút nữa hắn đã trúng chiêu, dị thú cục thịt trước mắt này không có tay, không có chân, càng không có thân thể cường tráng, mềm nhũng tựa như có thể dễ dàng chém giấc vậy. Nhưng, đây chỉ là hiện tượng ảo mà thôi. Tinh thần lực của đối phương rất mạnh. Tiếng gào thét im ắng lại truyền đến, không gian dường như lại vạn vẹo, dị thú núi thịt bộc phát lực lượng tinh thần tựa như mũi tên, xé rách không gian, vọt thẳng vào trong đầu của hắn. Ầm ầm, tiếng ầm ầm vang vọng trong đầu hắn, giống như mặt biển bình tĩnh, đột nhiên cuộn trào sóng lớn, mãnh liệt không gì sánh được, thủy triều hóa thành vực sâu khổng lồ, có thể cắn nuốt mọi thứ. Má, phương hướng tiến hóa của gia hỏa này là gom hết mọi năng lực để tăng tinh thần lực. Lâm Phàm cảm thấy nhất định là như vậy. Bây giờ trị số tinh thần của hắn cũng mới gần 300 mà thôi, nhìn có vẻ rất mạnh nhưng thật ra khi đối mặt với sự công kích của luồng tinh thần này, hắn còn cần phải điều động ý chí tinh thần võ đạo để chống lại. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Đổi thành bất cứ vị giác tỉnh giả cấp chính nào đến đây, sợ là khi vừa đối mặt với con dị thú này, sẽ bị nó công kích trở thành kẻ ngớ ngẩn, thậm chí ngớ ngẩn là còn may, có lẽ đầu không thể gánh chịu được sự công kích tinh thần này, nổ tung ngay tại chỗ cũng không phải không thể. Quả nhiên, trong đám dị thú toàn là biến thái lâm phàm đối diện với trùng tích tinh thần liên miên không dứt mãnh liệt như thủy triều từ dị thú có chuyện gì sao không có chuyện gì chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được loại dị thú này nhìn tình hình của con dị thú này rõ ràng là cắm rễ bên cạnh mảnh vỡ thậm chí không hề có khả năng di chuyển nếu như có thể chuyển sang số liệu chính là đều đã tăng mọi thuộc tính vào phương diện tinh thần dị thú núi thịt trước mắt nhìn thấy nhân loại trước mắt vẫn còn sống tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Trước kia không phải không có nhân loại đến đây. Cho dù là cường giả cũng có. Nhưng kết quả sau cùng chính là nhìn thấy nó, chính là bắt đầu cái chết, muốn chạy thì đã không còn kịp rồi. Dị thú nho nhỏ tiến hóa không cân đối là chuyện rất tồi tệ, cũng giống như ngươi bây giờ, nhìn thấy ta ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, hối hận không, lâm phàm diều động tinh thần, từ khi luyện thần đạt đến mắt cấp, cường độ tinh thần của hắn đã không còn như trị số thể hiện, trong chốc lát một luồng thần ý tinh thần vô hình nhưng lại khủng bố đến cực hạn từ trong cơ thể lâm phàm một phát ra đột nhiên nghiền ép về phía dị thú núi thịt đối mặt với thần ý càng hùng hậu kinh khủng này lực lượng tinh thần mà dị thú bộc phát ra lập tức sụp đổ bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ ngay sau đó chỉ thấy bản thể của dị thú núi thịt bành trướng phù một tiếng nổ tung vô số chất lỏng không rõ vẫy ra lúc thấy chất lỏng không rõ sắp vẫy đến trước mặt lâm phàm trực tiếp bị một nguồn lực lượng vô hình ngăn cản, rồi rơi xuống mặt đất. Điểm tiến hóa cộng 3 Lâm Phàm tìm kiếm huyết tinh dị thú, rất nhanh đã tìm thấy huyết tinh màu tím tượng trưng cho dị thú cấp 9 bên trong đống máu thịt, mà viên huyết tinh này vô cùng thuần túy, không có chút tạp chất nào. Loại dị thú vô cùng thuần túy này rốt cuộc có nhiều hay không, hắn cảm thấy cũng không ít. Mà loại dị thú này tuyệt đối không phải là trời sinh tiến hóa thành, mà là ở gần mảnh vỡ, được năng lượng bên trong mảnh vỡ thay đổi lâm phàm sờ cầm trầm tư các dị thú xung quanh không dám động đậy giống như đang đợi nhân loại trầm tư xong nếu là như vậy đây chẳng phải là cách cố định tăng lên tinh thần cũng không phải do nhân loại nghiên cứu ra đầu tiên mà là dị thú đã sớm biết nhưng nếu thật sự là như vậy vậy khi có người vẫn luôn tăng lực lượng tinh thần có thể cũng sẽ thay đổi thành quái vật hay không vấn đề này đáng nghiên cứu chỉ là đáng tiếc trần giáo sư chết rồi nếu như hắn ta có thể nghiên cứu càng sâu thêm có lẽ sẽ có thể phát hiện ra được. Được rồi, chờ sau khi trở về nói tình huống này cho tiến sĩ Ai tuy rằng giữa người với người, năng lực có khoảng cách, nhưng hắn tin tiến sĩ Ai Hoa nhất định là người không chịu thua kém. Đi đến chỗ mảnh vỡ, vươn tay ra vút ve, lạc điều trong ngực cảm nhận được luồng năng lượng này, đã sớm thò đầu ra, trong mắt đậu xanh bốc lên tia sáng óng ánh, đó là muốn, lạc điều ta thật sự rất muốn. Lâm Phàm bảo lạc điều thu mảnh vỡ vào trong không gian mà ngay sau khi mảnh vỡ biến mất, các dị thú vốn đang bị chấn nhiếp đột nhiên trở nên điên cuồng táo bạo. Tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên không ngừng. Rõ ràng, khi Lâm Phàm lật tung nồi cơm và bếp ăn của bọn chúng, cho dù bọn chúng thật sự bị nhân loại trước mắt chấn nhiếp, cũng không thể nào tha thứ được, chỉ muốn liều mạng với đối phương. Cấp 7, cấp 8, ừm, thật sự không có cấp 9 sao, Lâm Phàm hành động. Hắn muốn thu hết những điểm tiến hóa này vào tay. Còn về dị thú cấp 6, rất xin lỗi. Đã đổi mới phiên bản, không còn dùng được nữa. Mà sau khi mảnh vỡ biến mất, khu vực chân không cũng biến mất theo, nước hồ ào vào trong, Lâm Phàm nhảy lên một cái, lao về phía một con dị thú cấp 7. Sau khi thu hoạch từ cuộc chiến, bắt đầu đi săn. Bổ, chặt, quanh, tình huống hiện trường vô cùng thê thảm, quả thật có thể nói là máu chảy thành sông, các dị thú hoành hành bá đạo đã 10 năm đã gặp phải khắc tinh chân chính của bọn chúng. Điểm tiến hóa cộng 1 Điểm tiến hóa cộng 1 Số lượng dị thú cao cấp càng ngày càng ít, mà những dị thú cấp bậc thấp nhìn thấy loại tình huống này, lập tức không còn ý nghĩ nào cả, rút lui, nghĩ đến chuyện rời xa trung tâm chiến đấu, bọn chúng lui ra sau đương nhiên không có người nào quản, nhưng ngược lại những con dị thú cấp bậc cao kia cũng muốn chạy, thế nhưng nên đón bọn chúng là nhân loại kia điên cuồng đuổi theo sau chặt chém. Tràng diện có chút táo bạo, chặt những dị thú cao cấp kia kêu trên không ngừng. Nếu như các dị thú có thể nói chuyện, chắc hẳn sẽ nói một câu, tận thế không phải là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế, biết đến lúc là dừng, chúng ta cũng đã chạy trốn rồi, sao ngươi còn đuổi theo chứ? Một lát sau, Lâm Phàm nắm lôi kiếp, quay đầu nhìn lại, xác phía sau nằm đầy mặt đất, phần lớn đều là dị thú cao cấp, còn về những cái xác dị thú cấp thấp kia, chỉ là bị vạ lây. Dù sao thì lôi kiếp của hắn cũng có hiệu quả phong mang bắn tung tóe có dị thú cấp thấp chạy quá chậm, bị lan đến cũng là chuyện bình thường, muốn trách thì chỉ có thể trách bọn chúng quá chậm. Không tiếp tục đuổi theo nữa, mà là biết đến lúc nên dừng, trong tầm mắt đã không còn nhìn thấy dị thú cấp bậc cao, có thì cũng đã bị chém chết, còn về chuyện có con nào chạy được hay không, chỉ có thể nói, mạng của chúng thật tốt. Đi, phát triển cho tốt, tương lai của ta thật sự phải dựa vào các ngươi đó. Nhìn lại bản số liệu. Đẳng cấp, cấp 7, 53 phần 80 Cảnh giới, luyện thần, 100%, thể chất, 353 79, nhanh nhẹn, 338 31, tinh thần, 335, ba khóe miệng hơi cong lên, có chút không đè ép được Khoảng thời gian trước vẫn luôn ở trong tường rào, không đi ra ngoài săn giết dị thú Cũng không phải là hắn không muốn tăng lên, mà là sự dụ hoặc của võ đạo khá lớn Bây giờ đã đẩy luyện thần lên mắt cấp, Thuận tiện có thể là một vài chuyện, đương nhiên là cầu còn không được. Chỉ với thuộc tính này, chỉ với cái cảnh giới võ đạo này. Hắn muốn biết còn có ai. Nghĩ đến nếu không thì mình đến chỗ tường rào thủ đô thăm dò chất lượng của bọn hắn một chút, tường rào thủ đô trong lòng hắn vẫn luôn là một nơi cường đại, cao thủ mạnh mẽ quá nhiều, cho nên hắn vẫn làm việc kín đáo, làm người kín tiếng, tạm thời chưa phát sinh xung đột với tường rào thủ đô bên kia. Bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này khiến nội tâm của hắn có chút bành trướng. Sau khi Lâm Phàm rời đi, có một vài dị thú còn sống đột nhiên thở hắt ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn đằng xa, con mồi đáng chết kia sau khi chơi chết đám thợ săn chúng nó, cứ như vậy mà rời đi. Có dị thú nhìn vào mặt hồ, ánh mắt hung ác tiêu tán, thay vào đó là mê mang. Năng lượng mảnh vỡ tiêu tán, không thể nào cảm ứng được. Ở lại nơi này có thể làm được gì nữa, trong máy bay. Lâm ca, chúng ta trở về sao? Ngô Đình vô cùng sùng bái với Lâm Phàm, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng, cái gì gọi là cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ. Tuy rằng tạm thời còn không thể mạnh mẽ được như Lâm Ca, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy, cũng xem như đã tham dự vào trong đó, cảm nhận được một chút không khí. Không vội, đến một nơi cuối cùng, ta lấy cho lạc điều một cái mảnh vỡ. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nếu ra ngoài, vậy thì phải làm cho xong mọi chuyện, cũng không thể để lạc điều ngày ngày gặm mảnh vỡ nho nhỏ kia. Cái này nếu như để dị thú độc giác lan cậu biết, còn nghĩ rằng lạc điều lăn lộn bên cạnh hắn, ngay cả mảnh vỡ cỡ lớn để gặm cũng không có. Rất nhanh. Đến vị trí cuối cùng được đánh dấu trên địa đồ. Lâm Phàm nhìn xuống bên dưới, mà lạc điều trong ngực cũng đã sớm thò đầu ra, nhìn chầm chầm. Lạc điều, ngươi thấy đó, không có. Lâm Phàm nói. Lạc điều quay đầu, trong mắt đậu xanh hiện lên ti ảm đạm, từ trong ánh mắt này, Lâm Phàm dường như thấy được một cảm giác thất vọng, một loại bất lực, một loại cảm giác vì sao lại đối xử với ta như vậy. Nhẹ nhàng sờ cái đầu tròn của Lạc Điều. "Lạc Điều, chúng ta không cần nóng vội, ngươi không tin ta sao? Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, biết được chỗ có mảnh vỡ tốt hơn, chủ nhân ta nhất định sẽ cướp về cho ngươi." Hắn hiểu được, lúc này trong lòng Lạc Điều đang rất buồn bực, rất khó chịu. Đây là chuyện không cần nghĩ cũng biết. Lạc điều lại lùi vào trong ngực hắn một lần nữa, vô cùng tiếc nuối và khó chịu, cần cảm nhận nhiệt độ từ lồng ngực, sự ấm trái tim lạnh lẽo của nó. Lúc này, Lâm Phàm quan sát tình hình bên dưới, mảnh đất kia có hố sâu, rõ ràng là vị trí của mảnh vỡ lúc trước, chỉ là bây giờ đã không còn mảnh vỡ, xem ra đã bị người ta lấy đi. Xung quanh còn có vết tích chiến đấu, sự tàn phá do vũ khí nóng càng quét. Ai làm? chắc là tường rào thủ đô rồi đừng hỏi hắn làm sao mà biết được dù sao thì gặp bất cứ chuyện gì cứ đẩy lên đầu tường rào thủ đô thì chỉ có chuẩn chứ không sai tường rào thủ đô có thể lấy mảnh vỡ ở nơi này đi nói rõ thực lực của bọn hắn vẫn không thể coi thường dược khả năng đã hy sinh rất lớn nhưng có thể lấy đi nói rõ bản lĩnh không nhỏ chúng ta quay về đi đến tường rào kim lăng trước lâm phàm nói đã rõ nhìn lại tình hình bên dưới một lần nữa sau đó thu hồi ánh mắt không suy nghĩ đến chuyện khác nữa bây giờ những gì hắn có thể làm đều đã làm mảnh vỡ đã lấy khuyết tinh đã lấy tường rào miếu loan sau khi im lặng một khoảng thời gian sẽ hoàn toàn thay đổi nghiêng trời lệch đất thậm chí không chỉ tường rào miếu loan mà người sống sót ở trong các tường rào khác cũng sẽ như thế tường rào kim lăng bọn người hàng thủ trưởng khi biết được máy bay trực thăng xuất hiện trong lòng giật mình tốc độ thật nhanh mới ra ngoài không bao lâu đã trở về rồi chẳng lẽ hành động thất bại sao nếu như thật sự thất bại bọn hắn cũng có thể hiểu được dù sao lấy được mảnh vỡ cũng không phải là chuyện đơn giản những dị thú ở gần mảnh vỡ thật sự rất đáng sợ ngẫm lại dị thú có trí tuệ có khả năng thống lĩnh dị thú phát động tiến công với tường rào nhưng các dị thú ở gần mảnh vỡ kia nếu có một con cấp bậc cao xuất hiện đều có thể diệt tường rào bọn họ máy bay trực thăng hạ xuống lâm phàm tươi cười bước ra bọn người hàng thủ trưởng nhìn thấy vẻ mặt của lâm phàm tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn nụ cười này có vẻ cũng không phải là thất bại ngay khi bọn người hàng thủ trưởng tiến lên định mở miệng hỏi thăm trực tiếp bị lâm phàm cắt ngang vào bên trong rồi nói được hàng thủ trưởng cảm thấy chuyện có lẽ không phải như hắn ta suy nghĩ đi đến sâu trong tường rào cũng chính là bên trong hầm trú ẩn nơi này là phòng nghiên cứu chính của tường rào kim lăng sau khi lâm phàm bảo lạc điều lấy mảnh vỡ kia ra đột nhiên yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Cái này, lớn thế sao, khi hàng thủ trưởng nhìn thấy mảnh vỡ trước, kinh hãi đến mức trong mắt sắp rơi ra ngoài, quá lớn, thật sự quá lớn, lớn đến mức hắn ta không thể tin vào con mắt của mình. Ừm, tạm được, không lớn lắm, ta thấy cái hố mà mảnh vỡ này đập ra, độ sâu cũng tạm được, nhưng mà so với một cái hố khác, có vẻ hơi nhỏ. Lâm Phàm nói, hàng thủ trưởng trình tướng quân lạc thải điệp nghe thử xem, lời này ngông cuồng đến mức nào trình tướng quân không nhận được sờ lên mặt ngoài mảnh vỡ từ khi tận thế xảy ra ta đã từng nhìn thấy mảnh vỡ nhưng loại này thật sự chưa từng nhìn thấy lạc thải điệp nhìn về phía lâm phàm rất khó tưởng tượng được vì lấy được mảnh vụn này cuối cùng phải đối mặt với cái gì khả năng sẽ khủng bố đến mức khó tưởng tượng được lâm phàm nói có mảnh vỡ này các ngươi sẽ có thể dùng cách ghi chép trong sổ dùng năng lượng trong huyết tinh tăng tinh thần lên ta nghĩ không bao lâu nữa giác tỉnh giả sẽ như măng mọc sau mưa, không ngừng xuất hiện, thực lực của toàn bộ tường rào sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hàng thủ trưởng lấy lại tinh thần, vội nói: "Quản lý Lâm, chúng ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào." Lâm Phàm cười nói: "Không cần khách sáo như vậy, nếu như thật sự muốn cảm tạ, ta nghĩ có thể đưa cho ta một ít huyết tinh, tường rào Miếu Loan chúng ta là tường rào cỡ nhỏ, số lượng huyết tinh dự trữ được rất ít." "Không thành vấn đề, chuyện này không thành vấn đề." Hàng thủ trưởng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay lên, nhìn Lạc Thải Điệp bên cạnh, "Bây giờ ngươi chuẩn bị một chút huyết tinh ngay, cao cấp hơn, lấy một nửa số huyết tinh của chúng ta ra." "Ai, cái này nhiều lắm." Lâm Phàm vội vàng nói. Hàng thủ trưởng xua tay, chân thành nhìn về phía Lâm Phàm, "Không nhiều, thật sự không nhiều, chỉ với cái mảnh vỡ mà ngươi đưa cho chúng ta này, đã không có giá trị gì để đo lường, nếu như không phải sau này tường rào chúng ta cần dùng đến, cho dù tặng hết cho ngươi." ta cũng sẽ không nhíu mày. Sau khi nói xong lời này, hàng thủ trưởng nhìn về phía trình tướng quân ở bên cạnh. Đưa huyết tinh, ngươi không có ý kiến gì chứ, nghe thấy lời này trình tướng quân lập tức tức giận, ngươi nói với ta lời này là có ý gì? Ta có thể có ý kiến gì chứ, vừa rồi nếu như quản lý lâm nói với ta, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt giống như ngươi, ta sẽ cho toàn bộ. Hắn ta cảm thấy lão hàng nhất định là cố ý, chính là muốn châm ngòi tình hữu nghị khó khăn lắm mới có thể thành lập nên giữa hắn ta và quản lý lâm hàng thủ trưởng lâm phàm bên cạnh mỉm cười hắn biết hai người này vẫn luôn đối đầu nhau có mâu thuẫn nhưng loại mâu thuẫn này sẽ không lấy sự an nguy của tường rào ra đùa bây giờ sau khi hắn đến mâu thuẫn của hai người họ hình như đã chuyển sang người mình giống như ai mà thân thiết với mình người còn lại sẽ cảm thấy nguy cơ được rồi hai vị đừng tranh giành nữa cho dù có cho hết ta cũng không cần nói chuyện chính đi lâm phàm mở miệng hàng thủ trưởng và trình tướng quân đều nhìn về phía lâm phàm ý rất rõ ràng mời nói lâm phàm nói lúc tìm kiếm mảnh vỡ có một con dị thú kỳ quái khiến ta chú ý đến hình thể của nó chính là một núi thịt không có tay không thể hoạt động nhưng trị số tinh thần thì cao đến đáng sợ ta nhớ nó vẫn luôn ở bên cạnh mảnh vỡ có phải là sau khi trị số tinh thần đạt đến trình độ nhất định rồi khiến hình thể của nó xảy ra biến hóa, vấn đề này ta cảm thấy cần phải chú ý một chút. Hàng thủ trưởng nghiêm túc gật đầu nói, được, chúng ta đã biết, về phương diện này, ta sẽ cho nhân viên có liên quan tiến hành nghiên cứu, nếu như có kết luận, sẽ nói cho ngươi đầu tiên. Được. Lâm Phàm gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một việc, hàng thủ trưởng, ngược lại ta nhớ lại một việc, chính là tường rào miếu loan chúng ta cũng tự nghiên cứu khoa học, nhưng về thiết bị thì rất thiếu thốn, không biết không đợi hắn nói hết câu trình tướng quân luôn chờ cơ hội không chút do dự mở miệng nói quản lý lâm cái này có gì đâu chứ tường rào kim lăng chúng ta cái khác không nhiều những thiết bị này vẫn có rất nhiều đợi lát nữa khi ngươi đi sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi nếu như bên phòng nghiên cứu của các ngươi có gì không hiểu chúng ta nhất định sẽ giảng giải rõ ràng sau khi nói xong trình tướng quân còn liếc mắt nhìn xéo qua hàng thủ trưởng giống như đang nói đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết cho lão trình ta còn quả quyết hơn cả ngươi Lâm Phàm mím môi, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng thì lại chung hết những lời này ở trong lòng, chỉ có thể đánh giá hai người bọn họ đến mức cao nhất. Trong tận thế, vẫn có rất nhiều người tốt. Thật ra đối với bọn hắn mà nói, khi Lâm Phàm đưa mảnh vỡ khổng lồ như vậy cho bọn hắn, bọn hắn đã biết phần ân tình này không thể báo đáp, cho dù bán toàn bộ tường rào kim lăng, cũng không xứng đáng. Cảm ơn. Lâm Phàm nói. Trình tướng quân nói, nên làm, nếu như không có quản lý lâm giúp chúng ta lấy được mảnh vỡ, cho dù chúng ta có sổ, cũng không thể nào biến nó thành thực tế. Cái này là nói thật, thật sự đúng là như thế. Mà Lâm Phà mở nói với bọn họ muốn những thứ này, cũng không cảm thấy quá đáng, huống hồ thứ hắn muốn đều là thứ tường rào miếu loan cần có, huyết tinh thì có thể bớt chút thời gian kiếm được, nhưng những thứ như thiết bị kia thì có chút khó khăn. Nghĩ đến việc chuyển thiết bị về, tiến sĩ Aiwa chắc hẳn sẽ rất vui đúng rồi lúc trước người của tường rào thủ đô có đến chỗ chúng ta hàng thủ trưởng đột nhiên nói bọn hắn đến làm gì lâm phàm tò mò hỏi trong lòng lại suy nghĩ nếu như lúc trước có thể về sớm một chút có lẽ có thể chạm mặt với bọn hắn nhưng được rồi bỡ lỡ không gặp cũng là một chuyện tốt hàng thủ trưởng nói vì sổ nhưng mà sổ phát tán rất rộng bọn hắn không thể nào ngăn cản chỉ là người phát tán sổ đã trở thành mục tiêu của bọn họ chắc hẳn là đã thông báo với tất cả tường rào, biết được ai là người phát tán sổ, nhất định phải nói cho bọn hắn. À, Lâm Phàm gật đầu, chẳng hề quan tâm đến chuyện này, dù sao thì nên phát tán cũng đã phát tán, cho dù có tường rào chưa đi, nhưng tin tức linh thông, những thứ đồ chơi này hoàn toàn không thể cản được. Không nói đến những cái khác, chỉ cần nói đến thương nhân tận thế vương trung thôi, tuyệt đối sẽ thừa cơ kiếm một vố lớn, vĩnh viễn đừng xem thường khú giác của thương nhân, bọn hắn nhất định biết sổ không thể nào phát tán quá nhanh, Nhất định sẽ có tường rào còn chưa lấy được. Bởi vậy, bọn hắn có thể cầm sổ đến những tường rào còn chưa được phát tán kia, bán nó cho bọn họ. Cho dù một quyển sổ là một viên huyết tinh cấp 1 hoặc huyết tinh cấp 2, đều có thể kiếm lời đầy bát. Thậm chí, có lẽ sẽ có thương nhân tận thế buôn bán mảnh vỡ nữa. Chỉ cần có thể lấy ra cái giá đủ cao, tóm lại sẽ có người thỏa mãn nhu cầu của đối phương. Rời khỏi tường rào kim lăng, Tất cả mọi thứ đều đã được đặt vào trong không gian của Lạc Điều. Bọn người hàng thủ trưởng đưa mắt nhìn Lâm Phàm rời đi. Lạc Thải Điệp nói, thủ trưởng, ngươi nói xem người phát tán sổ có phải là Xuyệt. Hàng thủ trưởng mỉm cười, tiểu lạc, chuyện không có chứng cứ thì đừng tùy tiện suy đoán, quản lý Lâm là người có phẩm hạnh cao thượng, hắn sẽ không làm chuyện đi trộn sổ đâu, có hiểu không? Ừm, um, đã hiểu. Lạc Thải Điệp gật đầu, không hỏi nhiều. Nàng biết bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, nhân loại sẽ có sự tiến hóa và phát triển trước nay chưa từng có. Vào giờ phút này, nàng dường như có thể nhìn thấy ngày tận thế kết thúc. Khi Lâm Phàm quay về tường rào miếu loan, lấy đồ vật ra ngoài, bọn người lão Chu đều trợn tròn mắt. "Mẹ nó, ngươi không phải đi cướp đấy chứ?" Lão Chu nhìn mà trợn tròn mắt, thậm chí còn xoa xoa mắt, không dám tin vào những gì mà mình tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được đó. "Nói gì thế?" chuyện bẩn thỉu như vậy ta có thể làm sao? đây là tặng. a à, đúng đúng tặng. lão chu cười he he nói. thật sự là được người ta tặng. lâm phàm rất bất đắc dĩ. vẻ mặt này của lão chu quá hèn mọn, tự cho rằng mình đang phối hợp với hắn. tiến sĩ ai Hoa vuốt ve từng cái thiết bị, tự lẩm bẩm một mình. ta tin là do người ta tặng. những thiết bị này đều là đồ cao cấp, không phải mặt hàng tầm thường trong dân gian thậm chí ngay cả sách hướng dẫn cũng có cái này sao có thể là cướp về chứ những thiết bị ta dùng ở tường rào hoài phổ mà so sánh với những thiết bị này quả thật chính là rác rưởi quý xương bảo nháy mắt tình yêu quả nhiên sẽ biến mất lúc trước hắn ta vì tìm kiếm thiết bị cho tiến sĩ aiwa mà sức đầu mẻ tráng lúc trước tiến sĩ aiwa cũng nói thứ hắn ta tìm được đều là đồ tốt không ngờ chỉ mới vừa đổi nơi gia nhập mọi chuyện đã thay đổi đồ của hắn ta đã biến thành rác rưởi lão chu học tiến sĩ ai qua người ta một chút liếc mắt một cái là có thể nhận ra lâm phàm vừa cười vừa nói lão chu nói tường rào kim lăng hào phóng như vậy sao lâm phàm nhìn lão chu cười không nói bảo lạc điều lấy mảnh vỡ ra nhưng mảnh vỡ to lớn như vậy vừa lấy ra tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc đứng sững người thật lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần ta đã đưa mảnh vỡ cho tường rào kim lăng chỉ nhỏ hơn cái này một chút thôi ngươi nói ta lấy những thứ này về có quá đáng không Lâm Phàm nói: "A." À, Lão Chu há hốc mồm, hoàn toàn kinh sợ vì mảnh vỡ trước mắt. Khi Lê Bạch nhìn thấy thứ này, mí mắt đột nhiên giật giật. Lâm Phàm tiếp tục nói: "Vào giờ phút này, Tường Rào Miếu Loan chúng ta đã có mảnh vỡ của mình, còn có một nửa huyết tinh của Tường Rào Kim Lăng đưa cho ta, nói thật, số huyết tinh bọn hắn đưa đã vượt quá sức tưởng tượng của ta, huyết tinh tràn đầy một xe, đủ loại cấp bậc, ta khó có thể tưởng tượng được bọn hắn đã giết bao nhiêu dị thú, tích lũy đã bao lâu?" chúng ta dùng những huyết tinh này tăng thực lực, đầu tiên chúng ta phải xác định một mục tiêu nhỏ. Toàn bộ đều trở thành giác tỉnh giả, các ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói xong, Lâm Phà mỉm cười yên lặng nhìn đám người. Đây là ý nghĩ thật sự của hắn. Toàn bộ mọi người đều trở thành giác tỉnh giả có vẻ cũng không phải là vấn đề gì lớn, vô cùng đơn giản đó, chỉ cần hấp thu năng lượng trong huyết tinh là được. Lão Chu véo mặt mình, á một tiếng, đây không phải là mơ lê bạch nuốt nước bọt lẩm bẩm một mình mẹ nó lục sơn nói giác tỉnh giả sao ta cũng có thể có một ngày này sao chu duyệt cầm sổ đến cũng khiếp sợ nhìn lâm phàm nàng rất khó tưởng tượng được đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào nàng từng là một thành viên trong cơ cấu phán quyết đương nhiên đã từng nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ nhưng cái mảnh vỡ trước mắt này còn cao hơn cả người đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có vẻ như rất lâu trước đây, Tường Rào thủ đô từng hành động đi lấy mảnh vỡ ở một nơi nào đó. Nhưng tử thương rất nghiêm trọng. Tuy rằng cuối cùng cũng lấy được mảnh vỡ, nhưng rất nhiều người quen thuộc cũng đã hoàn toàn biến mất. Mà trận chiến kia chính là do ba đại gia tộc hợp lực hành động. Còn về nàng lúc đó cũng không có tư cách tham dự lần hành động đó. Giờ phút này, bản thân Chu Duyệt đang bị đã tiếp vô cùng nghiêm trọng. Trần giáo sư, Lý ca, các ngươi đã nhìn thấy chưa, cố gắng của các ngươi không hề uổng phí, sổ đã được phát tán ra ngoài. Chu Duyệt thầm nghĩ. Đám người hy sinh không uổng phí, tất cả đều đáng giá. Sau một hồi, Chu Duyệt một mình đi dạo bên trong tường rào, kiến trúc hai bên cũng không hề rách nát, đám người sống sót sinh sống ở nơi này vô cùng để ý đến hoàn cảnh sinh sống của mình. Nàng đã từng nghe người khác nhắc đến, trước kia nơi này cũng không phải như vậy, không khác gì những tường rào khác, củ nát, dơ giấy, bẩn thỉu, không có chút sức sống nào, tuyệt vọng bảo phủ khắp nơi. Nhưng từ sau khi quản lý Lâm đảm nhiệm chức vụ, mọi thứ đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mang đến ảnh hưởng cho bọn hắn, cho bọn hắn nhìn thấy được hy vọng. Hy vọng giống như viên minh châu bị phủ bụi, sau khi lau sạch cho bụi rồi, sẽ trở nên lóa mắt không gì sánh được. Chu tỷ tỷ, Một giọng nói vang lên. A à Phong, có việc gì sao? Chu Duyệt nhìn thiếu niên đeo kính bảo hộ trên đầu, mỉm cười, ở chỗ này nàng có thể thả lỏng mọi cảnh giác, không cần lo lắng nhiều như vậy, nhớ khi nàng ở tường rào thủ đô, tuy rằng cũng có người che chở, nhưng đối mặt với những người khác, từ đầu đến cuối cần phải cẩn thận để ý, nói một câu nào thì trong lòng cũng phải cân nhắc nhiều lần. Chu tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một vài chuyện không? A Phong mở miệng nói. Hắn ta đã sớm muốn hỏi, nhưng cho đến nay vẫn chưa hỏi ra, cảm thấy không quen thuộc lắm, đột nhiên hỏi thăm, có khả năng sẽ không có được tin tức mình muốn biết, cho nên luôn giấu ở trong lòng làm thân với chu tỷ tỷ trước một chút chuyện gì chu duyệt cười hỏi a à phong nói chu tỷ tỷ ngươi có từng gặp một người gọi là vương vũ tỷ tỷ ở tường rào thủ đô không lâm đại ca nói cho hắn ta biết tường rào thủ đô trả lời rằng vương vũ tỷ tỷ đã chết là bị dị thú hại chết chỉ là hắn ta vẫn muốn biết chuyện của vương vũ tỷ tỷ ở tường rào thủ đô vương vũ lông mày chu duyệt hơi nhíu lại nghe có chút quen tai nhưng lại cảm thấy rất lạ lẫm lẩm bẩm cái tên này, chỉ là mãi cũng không thể nhớ ra được tình huống cụ thể, cuối cùng, lắc đầu, A Phong, tỷ tỷ này có lẽ ta chưa từng gặp. A, à, được rồi. A Phong cười, tạm biệt Chu Duyệt, rời khỏi nơi này, hắn ta chỉ muốn hỏi một chút, ngược lại cũng không có ý gì khác. Nếu như có thể biết là tốt nhất. Chu Duyệt nhìn bóng lưng A Phong rời đi, vừa cẩn thận suy tư, không phải là không có chút ấn tượng nào, mà là thật sự nghĩ không ra dù sao thì chính là có chút mơ hồ. Có thể là đã nghe có ai nhắc đến, bởi vì không phải người mình quen biết, quay đầu quên mất. Ban đêm. Hầm trú ẩn, trong phòng thí nghiệm. Ta nói ngươi không cần phải liều mạng như vậy. Quý Sương bảo nhìn tiến sĩ Ai vẫn còn đang bận rộn, mở miệng nhắc nhở. Bây giờ với số tuổi của ngươi mà thức đêm chính là tử vong mãn tính, đừng đến ngày nào đó thật sự ngã trong phòng thí nghiệm, vậy thì ngươi chỉ biết hối hận thôi đối mặt với quý xương bảo đang lải nhải tiên sĩ ai qua thật sự mặc kệ không quan tâm chuyên tâm bận rộn chuyện trong tay bây giờ hắn ta vô cùng bận rộn bận rộn đến mức nếu có thể phân thân được thì thật tốt mảnh vẫy có thể ẩn thân cần cải tạo vương lân cũng cần phải nghiên cứu thuật thổ nạp cũng cần nghiên cứu di chứng và phương hướng khi dùng năng lượng trong huyết tinh để tăng lên tinh thần cũng là phương hướng nghiên cứu nhiều lắm nhiều đến mức bận đến tối mặt tối mũi. Thấy quý xương bảo còn đang lải nhải, tiến sĩ Ai Hoa dừng tay lại, quay người nhìn về phía hắn ta, nếu như ngươi không có việc gì, có thể đi ngủ hay không, ta bận rộn nhiều việc, ngươi dừng có làm phiền ta nữa. Sau khi có thiết bị, tiến sĩ Ai Hoa cảm thấy nội dung trong laptop có thể bắt đầu đổi mới rồi. Ngẫm lại cảm thấy thật kích động, toàn thân trà ngập nhiệt tình. Điều duy nhất bực bội chính là quý xương bảo giống như thuốc cao da chó, luôn luôn dính bên người, vứt bỏ cũng không thể được. Ai quý xương bảo thở dài, đứng dậy, nhìn tiến sĩ Ai Hoa đang bận rộn với công việc, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trước kia hai người không có chuyện gì là không nói với nhau, bây giờ thật sự phải từng bước rời xa nhau rồi. Hắn ta nhớ đến tường rào hoài phổ không biết thế nào rồi, sau khi hắn ta rời khỏi tường rào hoài phổ, không biết sẽ do ai quản lý, phải chăng vẫn sẽ bồng bột hỗn loạn như lúc trước, mấy ngày sau. Tường rào miếu loan rất an bình, cũng giống như thường ngày, điều khác biệt duy nhất chính là đám người đã bắt đầu dùng huyết tinh để tăng tinh thần, bọn người Lê Bạch thì lại càng chẳng nhìn thấy chút bóng dáng, giống như biến mất tâm. Bên ngoài. Lâm ca, ngươi nhìn tường thành này ổn chứ? Bọn người Lý quyền phi cười tươi như hoa, tự hào đắc ý chỉ vào tường thành mới xây dựng, đây là kiệt tác của bọn hắn, có bọn hắn dẫn đầu, một tường thành khó có thể tưởng tượng được đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, là lãnh thổ mà tường rào chúng ta mở rộng ra. Rất tốt vất vả rồi lâm phàm nhìn tường thành vô cùng hài lòng tường thành của kia đã 10 năm rồi trách tung tóe mặt tường tróc ra tu tu bổ bổ một năm lại một năm mà bây giờ tường thành mới tin trước mắt kia chất lượng còn tốt hơn nhiều so với những tường thành ban đầu a à, bọn người lê ca đâu rồi lý quyền phi tò mò nhìn xung quanh trước kia một khi lâm ca xuất hiện bên người nhất định sẽ có hai vị hộ pháp một là lão chu một là lê ca Bây giờ hai đại hộ pháp đều không có ở đây, khiến hắn ta rất khó hiểu. Lâm Phàm nói, cố gắng tiến bộ đi. À Lý Quyền Phi không hỏi nhiều, vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng về kiến trúc vĩ đại đột một mọc ra từ trong mặt đất kia. Lúc này, có lát đác mấy người sống sót đã ra ngoài, bọn hắn cũng đều mừng rỡ, dù sao thì bọn hắn cũng ngày ngày nhìn xem tường thành xây dựng lên. Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Hải nói, người quản lý, nơi này vẫn dùng để trồng trọt sao, đối với chuyện có thể làm ra các loại rau quả và gạo cơm để mọi người ăn hoàng hải vô cùng nhọc lòng sau khi bên cạnh có hai vị đại tướng hắn ta cảm thấy trồng trọt thật đơn giản cái gì mà sinh trưởng mấy tháng mới thu hoạch tất cả đều là nói nhảm trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ thu hoạch được đúng vẫn trồng trọt đồ ăn là thứ tương lai nhất định phải có chúng ta nhất định phải có thức ăn của mình thịt dị thú không phải kế lâu dài một mực ăn thịt nhất định sẽ xảy ra vấn đề lâm phàm không nghĩ đến chuyện dùng khu vực này để dùng làm chuyện khác mà là tiếp tục trồng trọt bây giờ nhân số của tường rào đang dần dần tăng lên không nói trước người bên ngoài gia nhập vào chỉ nói những người vẫn luôn sinh sống trong tường rào khi không có thiết bị bảo đảm an toàn thông thường mổ chậm một chút hoặc là không giữ được đều rất dễ mất đi mạng người như hắn biết ít nhất đã có mấy chục người hình như đang mang thai bây giờ thì còn tốt nhưng một năm sau thì sao còn cả tương lai lâu dài hơn nữa cái này đều phải nghĩ đến cho dù tương lai tận thế kết thúc những thành thị trước kia đã không còn thích hợp cho nhân loại ở lại nữa dù sao thì những kiến trúc kia cũng đã đổ nát đám người sống sót này chỉ có thể lấy các tường rào lớn làm cơ sở tiến hành mở rộng ra bên ngoài mở ra kỷ nguyên mới của nhân loại hoàng hải gật đầu vô cùng tán thành với ý nghĩ của lâm phàm lâm phàm nói hoàng chuyên gia tiểu lý còn cả các ngươi nữa đi theo ta đến đây ta có chuyện muốn nói với các ngươi hoàng hải của ba người lý quyền phi diệp đồng đồng vương diệu bọn hắn rất tò mò không biết người quản lý muốn làm gì nhưng vẫn đi theo người quản lý đi vào trong tường trong trong phòng đám người đều ngồi quanh một cái bàn bọn hắn bưng ly nước uống một ngụm làm mát họng lẳng lặng chờ đợi một lát sau lại có lát đát vài người vào tới trước tiên là Dư tuyết có năng lực phụ ma sau đó là một số liệt sát giả rất nhanh trong phòng học đã đầy ấp người chỉ là không có ai cảm thấy chen chúc, đều đang chờ đợi, có vẻ như đã biết được chút chuyện gì đó, tràn đầy mong đợi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.